Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Kỵ binh Ngụy Sài Gòn đăng trên trang Vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kỵ binh Vũ Đình Lưu, một người lính, một văn nhân. Đại úy Vũ Đình Lưu, chi đoàn trưởng chi đoàn 2/5 thiết kỵ, con chiến mã đầu đàn của một đơn vị căn bản và nòng cốt trong binh chủng thiết giáp binh. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xuất thân từ Bình Định, xứ của những rừng dừa bạt ngàn, sóng biển vi vu, với những ruộng muối mặn môi, đã nuôi dưỡng chàng thanh niên xứ dừa Tam Quan, Bồng Sơn, Phú Tài, Phù Mỹ. Những hạt muối mặn mòi đã làm nên danh tiếng xứ Bình Định. Bình Định là quê hương của thi sĩ Quách Tấn và nhà văn Võ Phiến. Xứ Bình Định cũng nơi giới nghiệp của những anh hùng áo vải Tây Sơn, đã làm nên lịch sử dù chỉ trong khoảnh khắc cũng đã lưu tiếng ngàn năm. Võ công của người anh hùng Nguyễn Huệ là võ công oanh liệt nhất trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Hành quân trên một quãng đường dài đã phát huy nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy lên tột đỉnh. Tiếp vận, tiếp liệu, tuyển mộ binh sĩ, liên lạc thông tin và nhất là hợp đồng binh chủng, đã phát huy tối đa của sự uyển chuyển nhịp nhàng. Những điều đó rất dễ thực hiện trong một quân đội hiện đại, nhưng đã được những vị anh hùng Tây Sơn thực hiện ở thế kỷ 19 một điều khó có thể tưởng tượng. Chàng thanh niên Vũ Đình Lưu có lẽ đã được hun đúc trong truyền thống mạnh mẽ, hào hùng của xứ Bình Định, nơi mà những người con gái còn biết cầm roi đi quyền, phận nam nhi làm sao không khát khao ôm mộng Tang Bồng Hồ Thị. Nam Nhi Chi Chí năm 1968 đang dạy học tại trường trung học tư thục Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn. Thủ đô ngập tràn khói lửa. Việt Cộng đã vi phạm lệnh hưu chiến do chúng đề nghị. Lệnh tổng động viên được ban hành. Thầy giáo Vũ Đình Lưu giã từ trường lớp, giã từ phấn trắng bảng đen cùng những học sinh thương mến, giã từ nghiệp văn để khoác áo chinh nhân. Thầy Vũ Đình Lưu theo tiếng gọi công dân, đáp lời sông núi lên đường nhập ngũ. Những bước chân đầu đời quân ngũ, 1, 2, 3, 4 anh em ơi, đem sức chai nêu chí hùng lưu tiếng niềm thu. Trong ánh đuốc bập bùng trên đồi Tăng Nhân Phú, chàng tuổi trẻ Vũ Đình Lưu đã quỳ xuống Vũ Đình Trường nhận lãnh uy quyền chỉ huy mà Tổ quốc đã long trọng trao cho cùng 3 tín niệm: Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Với một hành trang như thế, chàng thanh niên Vũ Đình Lưu đã bước vào chiến trường máu lửa với lòng hăng say, sẵn sàng hy sinh để báo đền ơn đời, ơn nước. Thầy Vũ Đình Lưu đã trở thành một kỵ binh khi quỳ xuống để được các niên trưởng đội lên đầu chiếc mũ đen truyền thống của một kỵ binh thuộc binh chủng hào hùng anh dũng, thiết giáp binh. Xưa, với vua Quang Trung, đoàn tượng binh là biểu tượng của sức mạnh, của uy nghi, lẫm liệt, đã dẫm nát quân thù tại Hạ Hồi, Ngọc Hồi, Gò Đống Đa mà những tướng giặc Hứa, Thế Hanh, Sầm Nghi Đống đã đền tội xâm lược nước Nam. Bằng những bước chân mạnh mẽ kiêu hùng, đoàn tượng binh đã vào thành Thăng Long trong sự đón tiếp huy hoàng nồng nhiệt của người dân Bắc Hà. Thời hiện đại không có binh chủng tượng binh, thay vào đó là binh chủng thiết giáp binh của những chàng kỵ binh, lấy phương châm mau, mạnh để giải quyết chiến trường. Hậu duệ của vua Quang Trung xứ Bình Định, theo gót chân tiền nhân, gia nhập binh chủng thiết giáp binh là một kỵ binh lịch sự, hào hùng, bất khuất. Đã có mặt tại chiến trường Campuchia, kỵ binh Vũ Đình Lưu theo chân chiến đoàn 333 xung kích cùng chiến đoàn 318, được chỉ huy bởi danh tướng kỵ binh Trần Quang Khôi, là hai mũi xung kích của quân đoàn 3 trong cuộc hành quân toàn thắng 42 vào tháng 4 năm 1970, đặt dưới quyền chỉ huy tổng quát của Trung tướng Đỗ Cao Chí, một danh tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã rượt bọn mặt trận giải phóng miền Nam bù nhìn, chạy chối chết, về ẩn núp tại Gratier, thiết đoàn 5, kỵ binh, đơn vị mũi nhọn xung kích, đã cùng với những chiến sĩ biệt động quân
đạt được những chiến tích huy hoàng. Suốt cuộc đời Quân Ngũ, từ năm 1968 đến năm 1975, Đại úy Vũ Đình Lưu phục vụ tại Thiết đoàn 5 Kỵ binh. Năm 1973, thay thế chi đoàn trưởng đã xuất sắc điều động chi đoàn 2/5 Thiết Kỵ giải tỏa đồn Xà Bang ngày ngưng chiến. Sau đó, trong cương vị chi đoàn trưởng, chi đoàn 2/5 Thiết Kỵ đã đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Những trận tấn công vào mật khu Tam Giác Sắt đối diện với chiến xa Việt Cộng. Đặc biệt trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, kỵ binh Vũ Đình Lưu đã cùng con chiến mã 2/5 Thiết Kỵ đã chạm mặt với quân đoàn 4 Bắc Cộng. Những trận đánh đẫm máu tại quốc lộ 20, tại Trảng Bom đã minh chứng được tinh thần và ý chí của những kỵ binh, đã thể hiện rõ chân dung đích thực của người kỵ binh, chiến đấu đến cùng trong sức cùng lực tận, không được tiếp tế và bổ sung quân số, quân dụng đã bị thiệt hại, vẫn tận tụy tại hàng chiến đấu không sợ hãi, không bỏ chiến trường, chiến hữu để tận trung báo quốc. Chiến đấu và hy sinh cho tới giờ phút cuối cùng, đã ra đi với nỗi thất trận đau đớn, đó là thiên anh hùng ca bất tận của chi đoàn 2/5 Thiết Kỵ. Sau những năm tháng tù đầy nghiệt ngã trong cuộc trả thù bẩn thỉu nhất của bọn thắng trận, Đại úy Vũ Đình Lưu đã sống sót trở về từ địa ngục. Địa ngục là những nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới, như Hoàng Liên Sơn, như Cổng Trời, như Ba Sao, Nam Hà. Đến Mỹ trong diện HO, kỵ binh Vũ Đình Lưu và gia đình lại một lần nữa bước vào một cuộc chiến khác. Cuộc chiến không có bom rơi đạn nổ, không có kẻ thù trước mặt. Trận chiến không có những thiết mã anh hùng ngày nào. Một trận chiến nhẹ nhàng hơn, trận chiến về đời sống áo cơm. Sau những vất vả ban đầu, bằng vào ý chí tinh thần ngày nào được trang bị, được trui rèn trong chiến trận, những kinh nghiệm máu xương, những tủi nhục đau đớn trong những tháng ngày tù đầy đã tạo nên tính kiên nhẫn, chấp nhận bắt đầu bằng số 0. Để bước qua những khó khăn ban đầu, Đại úy Vũ Đình Lưu đã dễ dàng hội nhập vào đời sống mới ở một siêu cường trên thế giới, đó là Hoa Kỳ, nơi đã tạo nên một văn nhân Vũ Đình Lưu sau nhiều năm khoác chiến y, chinh chiến trong lằn tên mũi đạn, trong những trận chiến kinh hoàng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Gọi Đại úy Vũ Đình Lưu là nhà văn, cho riêng Ngụy Sài Gòn không có gì quá đáng. Trải qua dâu biển, bây giờ ngồi nhớ lại chiến trường xưa, nhớ đơn vị cũ, nhớ những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhớ những kỵ binh anh dũng năm xưa. Có người đã nghìn thu vĩnh biệt, có người đã mang thương tích suốt đời sau khi giã từ đồng đội, giã từ những tháng ngày khói lửa điêu linh. Đại úy Vũ Đình Lưu đã trải tấm lòng yêu quê hương, yêu đồng đội, yêu đơn vị qua những bút ký chiến trường khốc liệt nhất. Những chiến trường tiêu biểu cho sự anh dũng can trường, cho lòng tận tụy, cho lòng trung thành với Tổ quốc, cho tình người nơi rừng sâu núi thẳm trong những tháng ngày bị đày đọa dưới tay quân thù. Viết không phải để có một chút danh với đời, mà viết vì những ân tình với đồng đội, với đơn vị, cùng với ước muốn để lại cho đời sau biết được một chặng đường máu lửa cam go, nhưng không kém phần hãnh diện về sự can trường anh dũng, không những trên chiến trường mà còn thể hiện sự nhẫn nại, tinh thần bất khuất của người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi xa cơ thất thế. Người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và những kỵ binh, binh chủng thiết giáp binh đã chiến thắng Mậu Thân năm 1968, mùa hè đỏ lửa 1972, trận giải tỏa oanh liệt đồn biên phòng Đức Huệ 1974, những trận đánh cuối cùng tại Xuân Lộc, Long Khánh, tại trường thiết giáp Long Thành, tại Biên Hòa ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã nói lên được tư cách, tinh thần ý chí của người kỵ binh Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Đại úy Vũ Đình Lưu viết về những chiến trường xưa không phải để tô hồng chuốc lục, để thần thánh hóa người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, hay để xóa tan mặc cảm thất trận năm nào, mà chỉ muốn để lại cho đời sau có một khoảnh khắc của lịch sử đã từng có một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa với nền giáo dục nhân bản, dân tộc, khai phóng,
đã đào tạo một thế hệ thanh niên yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc trong công cuộc bảo quốc an dân. Mời quý vị độc giả cùng Ngụy Sài Gòn đi qua những chiến trận đẫm máu nhưng hào hùng, những tủi nhục của người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, qua ngòi bút của Đại úy Vũ Đình Lưu, một người từng là lính, từng là một kỵ binh anh dũng năm xưa, với một văn phong, bút pháp trung thực, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, không hận thù, để trải lòng mình qua từng giai đoạn trước và sau cuộc chiến. Năm 1973, năm của đình chiến, của hòa bình, một nền hòa bình giả hiệu. Sau bao năm họp, bỏ họp cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng hiệp định đình chiến được ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Cả thế giới nâng ly rượu mừng hòa bình đã trở lại. Người vui mừng nhất là Kissinger và Lê Đức Thọ. Kissinger hài lòng vì đã thực hiện được điều mà Tổng thống Nixon cam kết khi ứng cử: rút quân Mỹ về nước, trao trả tù binh, và quan trọng nhất là đã có lý do và cơ hội chuyển trục từ Việt Nam sang Israel. Bắt tay với Trung Cộng, Hoa Kỳ coi cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt. Lê Đức Thọ là một Việt Cộng Ma giáo. Bọn chúng có bao giờ tôn trọng Hiệp định Geneva năm 1954, Tết Mậu Thân hưu chiến và năm 1972 cho 6 sư đoàn chính quy Bắc Cộng vượt cầu Hiền Lương tại Quảng Trị. Bây giờ Hiệp định đình chiến 1973 cũng sẽ bị bọn Bắc Cộng vi phạm. Bọn Bắc Cộng ký Hiệp định đình chiến 1973 mục đích để quân Mỹ rút quân về nước, viện trợ nhỏ giọt qua cam kết một đổi một. Tính di động không thể thực hiện được, thế diện địa bị phá vỡ, thay vào đó là da beo. Các sư đoàn tổng trừ bị phải hiện diện thường trực tại vùng giới tuyến, vì 6 sư đoàn Bắc Cộng đang ở đó, sẵn sàng mở những đợt tấn công vào Quảng Trị, vào Huế. Hòa bình làm sao có được, khi mà khoảng 300.000 quân Bắc Cộng còn ở lại miền Nam. Đúng như thế, sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết, những người lính địa phương quân đồn Xà Bang cứ tưởng đã hòa bình, nên cho vợ con đến đồn cùng những chiến binh địa phương quân chào mừng mùa xuân mới, thì Việt Cộng tấn công đồn Xà Bang. Trước sự bối rối của quân đoàn 3, đồn Xà Bang phải chống trả cuộc tấn công mãnh liệt, không tiếp tế, không tản thương. Nhưng với ý chí cùng sự can trường, các chiến sĩ đồn Xà Bang không chấp nhận đầu hàng, giữ đồn bằng mọi giá. Cuối cùng, quân đoàn bắt buộc phải gửi quân cứu viện. Chi đoàn 2/5 thiết kỵ có mặt trong đoàn quân giải tỏa. Người chỉ huy chi đoàn 2/5 thiết kỵ là Đại úy Vũ Đình Lưu. Trong bút ký tưởng đã hòa bình, kỵ binh Vũ Đình Lưu đã cho chúng ta biết được nỗi lo lắng về thái độ bất động của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Mỗi ngày qua đi, tính mạng các chiến sĩ và đồn Xà Bang như chỉ màn treo chuông. Các đơn vị tiếp viện đã nôn nóng muốn xuất phát ngay để giải cứu những chiến hữu và gia đình họ. Qua ngòi bút, tác giả đã cho chúng ta thấy được tình đồng đội, tinh thần huynh đệ chi binh đã giúp đoàn quân cứu viện vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm đến trước đồn Xà Bang chỉ trong 6 giờ hành quân. Bằng mọi giá, phải cứu những người lính địa phương quân đang tuyệt vọng chống trả cuộc cường tập của bọn Bắc Cộng. Kỵ binh Vũ Đình Lưu, bằng ngòi bút, đã vẽ nên một bức tranh đẹp tuyệt vời. Trong ráng chiều của buổi hoàng hôn, hình ảnh những kỵ binh đã đưa tay chào vĩnh biệt những anh hùng đã vị quốc vong thân, đã gửi theo đoàn thương binh cùng gia đình họ một lời chúc may mắn và một mùa xuân an bình. Khi quân đoàn 1 và quân đoàn 2 thất thủ, phi trường Phan Rang đang sống những giờ phút hấp hối, quân đoàn 3 đang co cụm sau khi mất Phước Long và Bình Long, Phan Thiết thì tiền phương, bây giờ là Long Khánh chính là vùng trách nhiệm của sư đoàn 18 bộ binh và thiết đoàn 5 kỵ binh mà trung tá Trần Văn Nô là con chiến mã đầu đàn. Chuyện gì đã xảy ra sau một tuần ác chiến tại Long Khánh? Các chi đoàn 1/5, 2/5 và 3/5 thiết kỵ đang đối mặt với quân thù, có rất nhiều chiến xa T-54.
và pháo tầm xa 130 ly đang pháo vào Long Khánh hàng ngàn quả mỗi ngày. Long Khánh đang trên bờ vực thẳm, một chống 10 trong những ngày tàn chiến trận. Mặc cho Sài Gòn đang bị tàu hỏa nhập ma, bọn ký giả đi ăn mày. Linh mục Trần Hữu Thanh đang khuấy động Sài Gòn bằng những cuộc biểu tình trái mùa chống tham nhũng, đã đâm những nhát dao thấu cán vào sau lưng những chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang cố gắng chặn đứng đoàn quân xâm lược của bọn Bắc Cộng. Chính phủ lên, chính phủ xuống, tổng thống xuống, tổng thống lên, trong khi quân đoàn 4 của Bắc Cộng đã tới Long Khánh. Tại chiến trường này, người lính bộ binh và thiết kỵ đã vẽ nên chân dung đích thực của người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn nhảy dù, một tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, một thiết đoàn kỵ binh và 4 tiểu đoàn pháo binh đã chiến đấu can trường trong tình thế tuyệt vọng, không còn quân tiếp viện vì hết quân trừ bị. Có nghĩa là họ chiến đấu và sẽ nằm lại nơi này để đền nợ nước tình nhà. Họ chiến đấu không tìm một chiến thắng oanh liệt như Mậu Thân 1968 hay vang danh thế giới như mùa hè đỏ lửa 1972, mà họ chiến đấu để cho thế giới biết rằng tinh thần chiến đấu của họ mãnh liệt và cũng để giữ cho Việt Nam Cộng Hòa còn hiện diện được phút nào hay phút đó. Hy vọng có một phép lạ sẽ xảy ra, Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách, chở quân trang, quân dụng đến kịp thời để họ có phương tiện tiếp tục chiến đấu, hay ít ra là để chính phủ lui về Cần Thơ, quân đoàn 4 chấn chỉnh lại để phòng thủ, để phản công. Rất may mắn, chúng ta có kỵ binh Vũ Đình Lưu đã viết lại trận chiến giờ thứ 25 của sư đoàn 18 bộ binh và thiết đoàn 5 kỵ binh. Một chút hào hùng, một chút tuyệt vọng và một chút phẫn uất đau đớn trong giờ phút lâm chung của Sài Gòn yêu dấu của chúng ta. Chỉ với 2 bài bút ký chiến trường, quốc lộ 20, hành lang tử thần và chạng bom bão lửa đã nói lên cái bi hùng của thiết đoàn 5 kỵ binh nói chung và chi đoàn 2/5 thiết kỵ nói riêng. Những giờ phút oanh liệt của con chiến mã bất khuất ở miền Đông đất đỏ, từ kỵ binh Trần Văn Nô đến những kỵ binh Lê Đức Việt, kỵ binh Lê Sơn, kỵ binh Vũ Đình Lưu và toàn thể kỵ binh thiết đoàn 5 kỵ binh vẫn còn tại hàng chiến đấu, một mất một còn, không hề nao núng khi cả quân đoàn 3 đã không còn quân trừ bị, không tan hàng, đào ngũ trước địch quân, vẫn một lòng sắt son cùng đất nước, cũng như họ đã là những chứng nhân cuối cùng của trận chiến quốc cộng trong 20 năm. Chi đoàn 2/5 thiết kỵ và trung đoàn 52 bộ binh thành chiến đoàn 52 chấn đóng ngã ba Dầu Dây, một địa điểm chiến lược trong việc phòng thủ Long Khánh. Tháng 4 năm 1975, từng đoàn người dân đang di tản trên quốc lộ 20 về hướng Biên Hòa. Đó là đồng bào di cư từ miền Bắc. Hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ cái tàn bạo của người Cộng sản Bắc Việt. Với một quân số áp đảo gấp 20 lần, quân đoàn 4 Bắc Cộng cùng với trang bị vũ khí vượt trội quân phòng thủ đã nói lên cái bi thảm, tuyệt vọng của Việt Nam Cộng Hòa giờ hấp hối. Nhưng người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn ghìm chắc tay súng, gây nhiều thiệt hại cho bọn Bắc Cộng. Vũ khí tịch thu được phải phá hủy, dù thắng, nhưng trước sức tấn công ồ ạt, phải rút quân về bộ chỉ huy chiến đoàn và tại nơi này, bởi vì ngã ba Dầu Dây đã thất thủ. 3 sư đoàn Bắc Cộng đang bao vây chiến đoàn 52 kiệt lực. Đến phút này, người kỵ binh Văn Nhân chợt nghĩ đến người vợ hiền và 2 con nhỏ, nghĩ đến điều mà không người lính nào dám nghĩ. Cổ lai chinh chiến kỵ nhân hồi, làm sao trở về với vợ hiền con thơ trong vòng vây trùng điệp của kẻ thù phương Bắc? Pháo tầm xa, biển người tấn công, chiến đoàn co cụm thụ động, không còn cách nào khác phải rút lui. Và tại nơi này, ấp Nguyễn Thái Học, kỵ binh Vũ Đình Lưu đã ra lệnh mang theo thương binh khi rút lui, và mấy chục năm sau, có những thương binh ngày ấy tình cờ đọc được những bút ký này trên các báo của người Việt hải ngoại, đã gửi lời tri ân đến chi đoàn thiết kỵ đã cướp họ từ bàn tay tử thần. Nhìn lại thương tật, họ đã khóc,
gia đình họ đã khóc khi nhớ về thời khắc bi thảm năm xưa trong trận đánh tuyệt vọng. Họ đã bị thương và chắc chắn sẽ không được tái thương. Họ gửi lời tri ân đến những đồng đội năm xưa, không bỏ họ lại giữa chiến trường mịt mù lửa đạn. Họ sống sót bởi những người lính thiết kỵ, không bỏ anh em, không bỏ đồng đội mà sống chết cùng nhau. Hãy đọc lời cuối cùng trong bút ký quốc lộ 20, hành lang tử thần. Tôi trở lại và đứng nghiêm trên xe, và hầu hết kỵ binh của chi đoàn đều đứng nghiêm, đưa tay chào khi đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Chào vĩnh biệt các anh đã anh dũng hy sinh vì nước non, bây giờ các anh đang được vui sống muôn đời. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Trích Kinh Hòa Bình. Chào tạm biệt các anh đã hiên ngang chiến đấu, can trường xả thân vì dân tộc trong suốt thời gian 12 ngày đêm vừa qua, cùng với chi đoàn 2/5 thiết kỵ. Nguyện cầu cho các anh gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Tất cả đều đứng nghiêm chào cho đến khi đoàn xe khuất hẳn sau đám bụi đỏ mịt mù, để thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào, dù cuộc chiến còn đang tiếp diễn, nhưng tinh thần đồng đội luôn trong tâm tưởng của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bút ký Trảng Bom Bão Lửa là một thiên anh hùng ca của chi đoàn 2/5 thiết kỵ của kỵ binh Vũ Đình Lưu và những kỵ binh huyền thoại, những kỵ binh sống hiên ngang, chiến đấu can trường dù biết rằng đơn vị sẽ bị bọn Bắc Cộng nghiền nát. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trong khi hàng vạn người đang đào thoát khỏi Việt Nam, ngay cả Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Cao Văn Viên xin giải ngũ trong giờ phút hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 28 tháng 4, rồi khoan thai bay ra hàng không mẫu hạm của Mỹ đào tẩu. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn 3, ngày 29 tháng 4 cũng hiện diện trên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, thì các đơn vị thuộc quyền trong Quân đoàn 3, Lữ đoàn 3 kỵ binh, lực lượng xung kích Quân đoàn 3, Sư đoàn 18 bộ binh và các đơn vị tăng phái, Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh, tướng Lê Nguyên Vĩ vẫn còn chỉ huy tại Lai Khê. Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không quân cùng hàng trăm hàng ngàn trực thăng F-5E, A-37, Sky Raider, Cargo đã đáp ở Utapao, Thái Lan, ở hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, và Phó Đô đốc Trung Tấn Cang, Tư lệnh Hải quân, điều động hơn 30 chiến hạm đang trên đường đến Subic Bay. Tư lệnh Thủy quân lục chiến Thiếu tướng Bùi Thế Lân đã bỏ lữ đoàn 468 thủy quân lục chiến đối mặt quân thù tại Trảng Bom mà ra đi. Thậm chí tướng Lê Quang Lưỡng, Tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù, đã bỏ 8 đứa con thiên thần của mình mà theo không quân rời khỏi Sài Gòn. Vậy mà chi đoàn 2/5 thiết kỵ vẫn còn đang miệt mài chiến đấu, một mất một còn tại Trảng Bom. Tăng phái cho tiểu đoàn 7 Nhảy Dù, sau đó cùng chiến đấu với lữ đoàn 468 thủy quân lục chiến. Bằng sự nhạy bén của một cấp chỉ huy, kỵ binh Vũ Đình Lưu đã cho chi đoàn dời chỗ đóng quân. Hàng trăm, hàng ngàn quả pháo tầm xa 130mm đã rót vào vị trí đóng quân của chi đoàn. Nếu không dời chỗ thì chi đoàn 2/5 thiết kỵ đã về với mẹ cha tại vùng năm chiến thuật. Sự nhạy bén, phản ứng cấp thời một lần nữa trong lần tao ngộ chiến, chỉ cần nghe các cán binh Việt Cộng hỏi tăng ta hay tăng ngụy là một trời lửa khói. Tất cả hỏa lực đã được sử dụng tối đa, gây thiệt hại nặng nề cho cộng quân. Bị tấn công lần nữa, chi đoàn rút về hố Nai. Cần mở dấu ngoặc tại đây, dù có bắn cháy bao nhiêu chiến xa T-54 hoặc giết hàng trăm cán binh Việt Cộng, thì chi đoàn cùng đơn vị phòng thủ cũng phải rút lui bởi quân Bắc Cộng quá đông, chúng lấy thịt đè người, trong khi quân ta không còn tiếp viện, không được bổ sung quân số, đạn dược. Đó là cái bi thảm của đoàn quân tại các mặt trận Long Khánh, Trảng Bom, Hố Nai. Qua một trận tao ngộ chiến lần nữa, các chiến xa M-41 và M-113 trang bị SKZ-106 đã bắn cháy nhiều T-54, nhưng sức cùng lực tận, các cánh quân phải rút lui lần nữa và giao hẳn số mạng cho các đấng huyền năng. Bao nhiêu chiến xa và thiết xa,
đã nằm yên nghỉ đâu đó ở Trảng Bom, ở quốc lộ 20. Bao nhiêu chiến sĩ kỵ binh cũng đã chọn nơi này làm nơi yên giấc ngàn thu. Trưa ngày 30 tháng 4 vẫn còn chạm địch và cuối cùng tan hàng tại cầu Bình Phước. Chữ hy sinh dù có nạm vàng cũng chưa xứng đáng để nói lên lòng hy sinh vô bờ của các chiến sĩ đã tham chiến trận đánh cuối cùng ở Trảng Bom, ở Hố Nai. Họ là những chiến binh quả cảm năm xưa, dù đã vĩnh viễn nằm xuống hay đang sống dưới đòn thù của Cộng sản nơi quê nhà. Họ dù tàn phế hay đang sống phiêu bạt nơi xứ người, tất cả có quyền ngẩng cao đầu hãnh diện rằng họ là những công dân, những chiến binh hảo hạng của Tổ quốc, của đồng bào, của quốc gia có tên gọi Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bảo vệ xuất sắc màu cờ sắc áo của một thời mang gươm đi giữ nước. Nhân kỷ niệm ngày 65 năm thành lập binh chủng thiết giáp binh, ngụy tôi cũng cố gắng viết về những chiến binh, những kỵ binh thượng hạng để dâng lên thánh tổ Phù Động Thiên Vương, những chiến công, những sự hy sinh vô bờ bến của những hậu duệ. Xin thánh tổ phù hộ cho những người con yêu của binh chủng trong những ngày còn lại, cũng như thánh tổ đã phù hộ toàn thể kỵ binh trong quá khứ rất đau buồn. Kỵ binh Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Tháng 2 năm 2020, kỵ binh ngụy Sài Gòn.